Ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2016-2021, công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt. Quan hệ quốc phòng song phương với các nước tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu thực chất, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ quốc phòng với hơn 100 quốc gia, chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, góp phần củng cố niềm tin chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước và quân đội trên trường quốc tế Điển hình là năm 2020, Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ tịch các hội nghị quốc phòng quân sự ASEAN, tham gia tích cực trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thực hiện tốt kênh ngoại giao vaccine, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động tham gia tổ chức và đăng cai hội thao quân sự quốc tế Amigame Game ASEAN, hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa bàn trọng điểm trong cả nước. Năm 2025, đưa công tác đối ngoại quốc phòng trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận 10.000 lá cờ tổ quốc để trao tặng cho ngư dân trên địa bàn thành phố theo chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển để các địa phương tổ chức trao tặng lại cho các ngư dân vươn khơi bám biển và giúp ngư dân luôn giữ vững niềm tin trên mọi hải trình biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Trong hai năm qua, với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống của người dân, thì những lá cờ tổ quốc được trao tặng có ý nghĩa thiết thực động viên bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Đến nay, trong hơn 1.200 tàu cá của Đà Nẵng, có gần 600 tàu khai thác ở vùng khơi. Hiện thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác thủy hải sản.